Chào các nhà, hôm nay thì kênh HTV2 xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn những nhận định phân tích dự đoán trước cái trận đấu giữa câu lạc bộ Nam Định gặp câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa trong khuôn khổ là vòng 12 V-League 1 năm 2023. Và trận đấu này sẽ được diễn ra trên sân Thiên Trường của Nam Định và trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 18 giờ ngày hôm nay, ngày 24 tháng 6 năm 2023 sẽ là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Nam Định và câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Và cái trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên hệ thống kênh FTV Live và kênh của bên Viettel là TV360 nha quý vị và các bạn. Vào một trong những cái kênh trên là sẽ xem được trực tiếp cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Nam Định và câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa ở cái vòng 12 này. Và bây giờ là những cái thông tin về hai đội như sau. Về cái thông tin câu lạc bộ Nam Định, câu lạc bộ Nam Định sẽ không được phép sảy chân trong cái cuộc tiếp đón và vị khách Đông Á Thanh Hóa ở cái vòng đấu này. Nếu như mà có thêm một cái kết quả không được tốt nữa thì đội quân do huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ đứng trước một cái nguy cơ rất là lớn là việc văng khỏi top 8 đội mạnh nhất ở mùa giải năm nay, khi mà họ đang còn xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 15 điểm có được sau 11 trận đấu đã qua. Về mặt lực lượng thì chủ nhà Nam Định đã tăng cường khi mà chiêu mộ bộ đôi Douglas Coutinho và Andre Ruiz để thay thế hai ngoại binh không đáp ứng được cái chất lượng về chuyên môn là Dimitrić và Sanio Nani sau khi thanh lý ký hợp đồng. Về cái thông tin về Đông Á Thanh Hóa thì trong khi đó Đông Á Thanh Hóa đang còn dẫn đầu bảng sau khi đang sở hữu 22 điểm sau 11 vòng đấu đã qua. Trận thua trước Công an Hà Nội ở cái vòng đấu trước cũng sẽ chẳng làm ai phải nghi ngờ về thực lực của cái đội bóng xứ Thanh ở mùa giải năm nay. Có thể sẽ còn một liều thuốc tinh thần để cho đoàn quân của huấn luyện viên Popo luôn giữ được cái tinh thần và đôi chân trên mặt đất để chuẩn bị cho chặng đường dài phía trước. Về tình hình lực lượng thì Thanh Hóa sẽ có được cái đội hình mạnh nhất cho chuyến làm khách tại sân Thiên Trường này. Đó. Thì đó chính là những cái chia sẻ mà HTV2 muốn gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn trong cái video ngày hôm nay. Nhớ đăng ký kênh để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo á, mình đăng ký kênh nha, là mình sẽ mua được cái loa mà SD306 này nè. Cái loại này là xả lỗ với giá là 589 ngày thôi. Đó, SD306 mắc cú Bluetooth. Quý vị và các bạn, SD306 mắc cú 20 micro đây nè. Đó, thấy chưa? Loa rất là tuyệt vời nha, nhưng mà chỉ có xả lỗ cho ai đăng ký kênh với giá là 589 ngàn. Nhớ đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.